Dạ, em xin mến chào quý vị các bạn, rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo hôm nay về Nha Trang. Chúc mừng quý vị, đây là những hình ảnh của quảng trường 2 tháng 4. Một khung cảnh vào buổi chiều rất là nhộn nhịp, rất là vui quý vị. Rất là đông du khách Kazakhstan cũng như là khách Hàn Quốc, cũng như là dân địa phương, đồng thời là khách nội địa. Họ đang đi dạo ở khu vực quảng trường rất đông vào buổi chiều giờ này. Và tô thêm vẻ nổi bật làm cho không khí nó đẹp hơn, khung cảnh đẹp hơn cũng như là không khí sôi nổi hơn, thì có những cái con diều, những cái con diều với hình thù những con hải sản vậy, giống như là con mực nè, đó, mực cá cua đồ ghẹ đâu nè, đó, họ được thả trên quảng trường 24 này rất đẹp, rất là nhiều những màu sắc, những chiếc diều với những con vật biển, những con hải sản rất là lớn luôn quý vị. Đó, này là con mực đẹp nè, con mực rất là lớn màu hồng, rồi có con cua nữa kìa. Đó, du khách đi dạo cũng như là ngồi hóng gió biển vào buổi chiều trên khu vực quảng trường 2 tháng 4. Và ngay góc này là ngã ba của con đường Nguyễn Thị Minh Khai và con đường 2 tháng 4 ngày nay. Con đường Trần Phú ngày nay, con đường Nguyễn Thị Minh Khai lúc trước là con đường Hàm Nghi, con đường Trần Phú trước nó là đại lộ Duy Tân. Bên kia là hội trường. Khí rất là rộn ràng vào buổi chiều của thành phố biển Nha Trang. Những cánh diều rất là lớn làm cho du khách khá thích thú vậy. Có nhiều người tới chụp ảnh này, quay phim nè. Giờ này ra ngoài biển gió cũng rất là mát. Đó, rất là đông người đi vào quảng trường rồi. Chụp ảnh rất là lý tưởng. Chợ đêm cũng bắt đầu chuẩn bị mở cửa hoạt động rồi. Tháp Trần Hương hình như cũng đang còn sửa chữa cải tạo gì thêm này. Trung tâm của Nha Trang. Chúng mình quý vị, đó là ngã ba của con đường Lê Thánh Tôn giao với con đường Trần Phú. Dạ, mời quý vị các bạn rẽ qua con đường lên Thánh Tôn á, hướng đi lên vòng xoay ngã 7 và vòng xoay ngã 6.
này có quán phở bò Úc 5 viên 42 Trần Phú. Và khách sạn này là khách sạn Trần Viễn Đông, hình màu vàng, buổi tối là đèn cũng rất là đẹp. Ở đây thì có phía dưới là có các quán kem yogurt, rồi bánh mì nè, bánh kem, bánh ngọt nè, bánh mì biết nói nè, burrito nè, rồi có quán cà phê Highland Coffee. Chỗ này là ngã tư giao đường Hùng Vương, đường Lê Thánh Tôn và con đường Trần Hưng Đạo bên tay phải, rồi Hùng Vương bên tay trái là đường một chiều. Ngay vị trí này chúng ta không có thể lẻ bên tay trái trên con đường Hùng Vương được. Đoạn này là gần với Vincom Plaza, nằm trên con đường Lê Thánh Tôn. Đối diện với Vincom Plaza trên đường Lê Thánh Tôn này đó là con đường Hồ Hoa Thám. Bên tay phải quý vị là con đường Hồ Hoa Thám. Con đường Hồ Thám, cũng có rất là nhiều những cái khách sạn 2 sao, 3 sao, các cái nhà nghỉ ở gần cái đoạn này rất là nhiều. Ngay chỗ này là ngã ba, bên tay trái là con đường Nguyễn Thiện Thục, trước là con đường Lê Văn Duyệt. Con đường Nguyễn Thiện Thục đó là con đường được mệnh danh là con đường không có tay của thành phố Nha Trang ngày nay. Và trước thời điểm dịch thì nó rất là nhộn nhịp, sau thời điểm dịch thì con đường không có tay nó rất là vắng. Nó cũng giống như con đường Hùng Vương thì cũng là đường không có tay. Các cái mặt bằng trên con đường Nguyễn Thiện Thục vẫn còn đóng cửa im lìm từ khi ảnh hưởng dịch tới nay. Ngay vị trí này là một xây ngã 7, em đi qua đây là thuộc con đường Đinh Tiên Hoàng. Đối diện một xây ngã 7 này là ngôi trường trung học cơ sở Thái Nguyên. Lúc trước ngay vị trí này là trường trung học cơ sở Thái Nguyên, đó là ngôi trường Nguyễn Thiện Trân Nha Trang. Hướng này giờ này buổi chiều chính diện hướng tây luôn quý vị. Ở bên kia là các cái quán kem nè, bánh mì nè, kem Pháp, bánh mì Vĩnh Thành, cũng là bánh mì ABC. Các quán kem này buổi tối cũng đông khách lắm, mà chuyên đa số thì khách du lịch. Chúng hình quý vị là ngã ba của con đường Bùi Thị Xuân giao với đường Lê Thánh Tôn này. Con đường Bùi Thị Xuân bên tay phải là nó chỉ có một đoạn ngắn thôi, nối dài nó là đường Lê Quý Đôn. Rửa xe Phượng Hồn, dọc đây là quán cà phê Phượng Hồn. Và bên tay phải đoạn này là một ngôi trường, trường mầm non Hương Sen ngày nay. Lúc trước ngay vị trí này là ngôi trường Thánh Tâm thời những năm 75. Dạ, và đây là những hình ảnh của vòng xoay ngã 6. Một diện mạo cũng khá là mới, mới vừa được cải tạo. Khu vực gần của vòng xoay ngã 6 này đó là một ngôi nhà thờ đá hoặc là nhà thờ núi. Và tên chính thức của nó là nhà thờ Chánh Tòa Kitô Vua. Một kiến trúc của kiểu Pháp rất đẹp, cũng như là một cái địa điểm du lịch cũng nổi tiếng ở Nha Trang. Còn với nhà thờ núi thì em đi trên con đường này đó là con đường Thái Nguyên, con đường đại lộ Gia Long ngày xưa, đó là con đường Hoàng Mai. Và dọc đây là cái nhà thiếu nhi của tỉnh Khánh Hòa. Thì nhà thiếu nhi này dự kiến cũng sẽ được cải tạo và xây dựng lại thành một cái cung văn hóa thiếu nhi đẹp hơn quý vị. Công trình dự kiến cũng sẽ thi công. Lúc trước là cà phê Flamingo. Bây giờ quán cà phê này đang được tháo dỡ nè.
con ve này đang được tháo dỡ để mà trả lại mặt bằng để mà xây dựng khu văn hóa thiếu nhi của tỉnh. Con đường Thái Nguyên này là con đường hàng me quý vị, rất là nhiều những cây me cổ thụ chạy dọc trên con đường này. Ngay góc này là đường Bà Triệu giao với đường Thái Nguyên. Con đường Bà Triệu khi xưa nó là con đường Triệu Ẩu. Ngay góc này cũng có quán cà phê, đó là cà phê Hoa Nắng, cà phê Sông Vương, cũng khá là rộng rãi. Phần này là bên tay trái vì là ga Nha Trang, một kiến trúc của thời Pháp. Đối diện với ga Nha Trang là công viên Hoa Tháng Vương. Ngay góc này là con đường Trần Đường và con đường Võ Văn Ký giao với con đường Thái Nguyên. Phía trước con đường Trần Đường và con đường Võ Văn Ký nó là con đường Hồng Diệu quý vị. Ở đây là hết con đường Thái Nguyên rồi. Ở đây là giao với khu vực vòng xoay Mã Vòng. Đi qua đây là thuộc con đường 23 tháng 10. Con đường 23 tháng 10 này lúc trước nó là đường quốc lộ 1. Bây giờ thì nó thuộc quốc lộ 1C. Đi hướng này của đường 23 tháng 10 là hướng đi lên cửa ngõ phía Tây, cũng như là hướng đi Diên Khánh lên quốc lộ. Để dọc đoạn này bên tay phải vậy là một cái chùa. Đó là chùa Long Sơn. Có xích lô đổ ở phía trước chùa quá trời luôn rồi. Xếp hàng rất đẹp luôn rồi. Chùa Long Sơn là một ngôi chùa dành cho khách du lịch. Phía trên, phía sau ngôi chùa là một cái đồi trại thủy. Phía trên đó có một cái tượng Phật Kim Thông Phật Tổ. Khách du lịch khi đến tham quan chùa cúng viếng thì cũng có thể lên phía trên của đồi trại thủy để tham quan cái tượng Kim Thông Phật Tổ. Còn này là góc đường Hải Đức với đường 3 tháng 10. Đây, góc đường Hải Đức và đường 3 tháng 10 này cũng có một ngôi chùa, đó là chùa Hải Đức. Chuyển theo hướng này lên Diên Khánh thì tầm khoảng 8 cây số nữa thì lên ngã ba Thành, cây dầu đôi, lên giao lại với con đường quốc lộ, con đường cải lộ tiến mới. Đoạn này là siêu thị Lotte Mart nằm ngay góc của đường Thị Xưởng và con đường 3 tháng 10 ngày nay. Lúc trước ngay vị trí của siêu thị Lotte Mart này đó là cái bến xe phía Nam của Nha Trang, bến xe cũ quý vị. Bây giờ bến xe phía Nam mới của Nha Trang được di dời lên km số 6 trên con đường 23 tháng 10 thuộc địa phận xã Vĩnh Trung của thành phố Nha Trang rồi. Và ngay góc này là đường Thị Xưởng này, giao với 23 tháng 10. Đi trên con đường Thị Xưởng rẽ bên tay phải vừa rồi, quý vị cũng có thể đi qua khu vực của phường Phương Sơn cũng như là đi qua chợ Phương Sơn. Và nối dài của đường Thị Xưởng đó là con đường Phương Xài. Đoạn này thì thuộc phường Phương Sơn của thành phố Nha Trang ngày nay, trên đường 23 tháng 10.
ngay chỗ này là một cái cầu gọi là cái cầu Chợ Mới, và gần đây là một cái siêu thị điện máy Chợ Lớn. Đây là cái cầu Chợ Mới này các vị. Thì cái cầu Chợ Mới này nó sẽ bắt đầu từ đây, nó sẽ đổ ra con sông Kim Bồng, đổ ra con sông Kim Bồng, rồi sau đó con sông Kim Bồng. Còn cái cầu Bà Vẽ thì nó sẽ cũng đi một vòng, nó sẽ đổ ra, nó gặp với con sông Kim Bồng, và sông Kim Bồng sẽ đổ ra con sông Cái ngay vị trí của chân cầu Hà Ra. Tại đoạn này là cái dự án cầu vượt Ngọc Hiệp và nút giao thông Hồng Hội đang được thi công này, cho nên là giao thông nó hơi lộn xộn. Cái nhánh này là cái nhánh số 1. Nhánh số 1 hướng từ dưới trung tâm thành phố Nha Trang đi lên. Tại đây đang thi công để kết nối cái dầm của nhánh số 1 này qua nhánh số 2 cũng như là nhánh số 3 và số 4. Họ đang lắp dàn giáo để mà đổ dầm này. Công trình này thi công cũng khá là lâu rồi, công trình ngàn tỷ của Nha Trang, thi công rất là lâu. Tại cái nhánh số 4 này cũng đang còn vướng mặt bằng, chưa có sửa chữa, chưa có giải tỏa được mặt bằng. Nhánh số 2 và nhánh số 3 thì được thông với nhau rồi. Qua đây là con đường 19/5 của khu đô thị Vĩnh Niệm Trung ngày nay. Phía trước là các chung cư CT1, CT2 của khu đô thị Vĩnh Niệm Trung. Thì cái chung cư tiếp theo là chung cư CT3, CT4 của CT3 cũng được xây dựng xong rồi đấy. Vị trí này quý vị rẽ bên tay phải là hướng đi lên cây cầu vượt đi về lại trung tâm của thành phố Nha Trang. Còn để hướng này là đi qua cầu Dứa, hướng đi lên Diên Khánh này. Còn này thì nó thuộc vào địa phận của xã Vĩnh Hiệp. Đây là ngã ba của đường cầu Dứa Phú Nông giao với con đường 3 tháng 10. Để bên tay phải là lưu thông trên con đường cầu Dứa Phú Nông hướng đi qua chợ Vĩnh Ngọc cũng như là qua giao với con đường Lương Đình Của. Lương Đình Của trước đó là con đường hương lộ 45. Dọc đoạn này của cái cầu Dứa là rất là nhiều những cái quán vịt. Đây có hai quán vịt, quán vịt Hùng với quán vịt Quý. Các món vịt ở đây ăn cũng khá là ngon. Đây là những hình ảnh của cây cầu Dứa. Cây cầu Dứa này là cây cầu Dứa mới, nó rộng rãi hơn, mỗi bên tới 3 làn đường. Còn cây cầu Dứa cũ thì nó nhỏ lắm, mình không có lưu thông nữa.
chỉ dành để xe thôi. Vị trí này là gọi ngã ba cây dừa này. Để bên tay phải là quý vị, tay trái là quý vị đi xuống xã Bình Thái và có thể kết nối qua con đường đại lộ Võ Nguyên Giáp, con đường tuyệt đẹp cũng như là con đường rộng nhất ở Nha Trang đến thời điểm hiện tại. Qua đồng này thì bên tay trái quý vị đó là địa phận của xã Vĩnh Hiệp, bên tay phải là địa phận của xã Vĩnh Thạnh thuộc thành phố Nha Trang ngày nay. Đi tiện tiếp nữa thì quý vị sẽ lên xã Vĩnh Trung. Hết xã Vĩnh Trung là hết địa phận của thành phố Nha Trang. Và qua bên kia của cây cầu ổng bộ sẽ là địa phận của xã Duyên An thuộc huyện Diên Khánh. Đây chỗ này là ngã ba của con đường cầu Bè giao với con đường 30. Bên tay phải quý vị là con đường cầu Bè. Đi vào 900m nữa sẽ là vào một bãi miếu của Bình Tây Đại tướng Tịnh Phong. Và ngôi mộ quý vị, ngôi mộ Bình Tây Đại tướng Tịnh Phong. Còn ngôi cái miếu của Bình Tây Đại tướng Tịnh Phong là nằm ngay vị trí của cây dầu đôi. Hướng này quý vị di chuyển thẳng nữa thì sẽ lên cây dầu đôi và lên ngay vị trí của miếu Bình Tây Đại tướng Tịnh Phong. Rồi thôi em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn.